C2 là một vùng biển rộng lớn đã ra mắt được 5 năm. Bởi vì vậy ít nhiều chúng ta đã quên đi một phần ký ức về nó. Nếu lỡ video này mình sẽ giới thiệu với các bạn những NPC có thể các bạn đã quên trong Lockfoot. Từ những NPC rất là dễ biết cho tới những NPC mà các bạn chưa từng nghe đến. Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ Lockfoot cũng như là Toilet Tower Defense của anh Crazy Land. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Đầu tiên mình sẽ có NPC Cyborg ở trên cái trụ của Factory này. Ủa đâu rồi? What the hell? À nhầm bên các bạn ơi. Đến mình còn không biết Cyborg nằm ở đâu mà. Thì khi mà các bạn nói chuyện với NPC này, các bạn sẽ nhận được câu trả lời là bạn đã có chiếc thuyền của tôi rồi. Yeah, thì đó là bởi vì mình đã mua chiếc thuyền này rồi ha. Trong trường hợp các bạn không biết thì chiếc thuyền này đó chính là chiếc Lantern với giá 5.000 Belly và 1.500 phát mệnh nếu như các bạn mua từ Frankie nữa. Và đặc biệt nó chính là nó có một cái đèn lồng ở đây, nó sẽ giúp bạn phát sáng khi mà đi vào C6 ha. Mặc dù sáng cũng không được nhiều nhưng mà thôi kệ, có đỡ hơn không. Và đi đến NPC tiếp theo, đó chính là NPC Travel ở trên tòa thành của Doflamingo. Mình nghĩ là nếu như các bạn lên C3 thì chắc chắn biết ông này đúng không? Thì để mình lên được C3 các bạn phải cần đưa cho ông này chiếc quỷ trị giá 1 triệu Belly trở lên ha. Còn nếu như mà các bạn không có chiếc quỷ 1 triệu Belly thì ông ấy sẽ không còn tốt bụng vậy nữa đâu. Cút khỏi đây trước khi tao giết mày. Đúng là một con người thực dụng mà. Nhưng mà chiếc quỷ xịn thì ai không thích đúng không? Ủa? Sao giá Dragon mình gì kỳ vậy? Và đến với NPC tiếp theo của chúng ta đó chính là Arrowhere. Một nơi mà các bạn còn hay gọi đó chính là chuồng chó đó. Ê, thiệt ra thì mình không có nói bậy đâu. Cái này nó tên là chuồng chó thiệt luôn các bạn thấy không? Ui! Ai út mà! What the hell bro? Thì theo tin đồn thất thiệt đó chính là con trai hay gọi là bản sao của Rip Inra ha. Thì NPC này sẽ cho phép các bạn thức tỉnh lên tộc V3 với cái nhiệm vụ siêu khó nhằn. Hoặc là không, nói chung thì cũng tùy tộc ha. Có tộc khó vãi chưởng ra. Và nếu như mà các bạn không phải là tộc Human thì khi mà thức tỉnh lên V3 nó sẽ có thêm một số cái gọi là hiệu ứng xung quanh cơ thể nữa. Và kế đến chúng ta sẽ có NPC Sabi hay còn gọi là Sabo ở trong anime á. Và NPC này sẽ bán cho các bạn cái Dragon Breath với giá 1.500 fragment. Và một điều đặc biệt đó chính là khi mà các bạn không có đủ fragment khi nói chuyện với Sabi thì anh ấy sẽ kêu các bạn cút cho chỗ khác. Bố mày không rảnh đâu nha. Hey, NPC Lockfoot đúng là những người thực dụng rồi đúng không? Và nếu như các bạn đang ở C2 thì mình khuyên các bạn nên lấy cái melee này nha, bởi vì các bạn cần phải sử dụng nó để lên C3 các kiểu á. Và NPC tiếp theo đó chính là thực thể bí ẩn. Thì mình chắc chắn đó chính là có khá nhiều bạn chưa từng thấy NPC này bởi vì chưa từng đi red đúng không? Thì NPC này sẽ cho phép các bạn thức tỉnh trái quỷ mỗi lần đi red xong. Và đương nhiên nó chỉ cho phép các bạn thức tỉnh khi mà trái quỷ đó có phiên bản thức tỉnh thôi nha. Chứ như trái Kitsune thì mình cũng bó tay. Kế tiếp chúng ta sẽ có NPC Aura Editor hay còn gọi là My Game 43. Thì NPC này có tác dụng sẽ giúp các bạn thay đổi aura của cái Haki vũ trang ha. Từ bậc 1 lên tới bậc 5 luôn. Bùm! Biến hình da đen biến hình V-Duck luôn các bạn à. Nhưng mà mình thì thích để số 0 thôi nha. Tại số 0 thì nó sẽ ngầu hơn, nhìn mình kiểu đẹp trai vãi trưởng. Còn số 5 thì mặc dù full body nhưng mà nó hơi đen nha. Vô và ở đây chúng ta có một cái NPC mới, đó chính là Blacksmith hay còn gọi là chú thợ rèn thân thiện. Mặc dù nhìn mặt chú thì có vẻ hơi căng ha. Yeah, và đúng như tên thì chú thợ rèn này sẽ nâng cấp vũ khí của các bạn như là súng và kiếm. Đây, như cây Spiky Trident của mình thì sẽ cần nâng cấp từ từ gì ta. À mình nâng cấp rồi các bạn ơi, vãi chữa thiệt. Thì sau khi nâng cấp xong nó sẽ cộng cho các bạn 7% đam. Thì cái phần trăm này nó sẽ được cộng tùy theo cái gọi là cái loại vũ khí các bạn ha. Như là cái kết lát thì sẽ cộng được tới 30% đam, nghe điên không? Và nguyên liệu chế của nó thì sẽ rẻ hơn nữa. Chứ mấy cái kiếm xịn xịn thì nó sẽ yêu cầu nhiều thứ hơn ha. Và đối với NPC tiếp theo, mình chắc chắn là sẽ có rất là nhiều bạn đã quên NPC này rồi. Thì nó sẽ ở đấu trường ở C2 ha. Đầu tiên các bạn đi vô căn phòng này, các bạn biết đó là ai chưa? Yes sir, King Redhead. Bất ngờ chứ vậy, đến mình còn không nhớ NPC này tồn tại nữa mà. Thì bạn có thể nói chuyện với NPC này nếu như mà level cao hơn 1.500 thôi. Và sau khi nói chuyện xong anh ấy sẽ đưa cho bạn một cái nhiệm vụ để có thể lên được C3. Nói chung cũng khá là quan trọng á, nhưng mà mình lại quên mất chứ, vãi chưởng thiệt. Nếu như các bạn nói chuyện NPC King Redhead xong, nó sẽ chuyển các bạn qua đảo để quýnh Rip Inra. Và sau khi quýnh Rip Inra xong thì các bạn sẽ được chuyển lên C3. Quá đã đúng không? Và một NPC không được trọng dụng nữa ở C2 đó chính là thanh niên Todd này. Các bạn có biết thanh niên này có thể làm được gì không? Đó chính là đổi tộc ở C2 ha. Thì với số phát mệnh 3.000 cho một lần đổi, nó quá lớn. Và như các bạn biết đó, ở C2 thì phát mệnh còn rất là khan hiếm, vì đi red cực kỳ khó luôn. Nên mình nghĩ sẽ có rất ít bạn sử dụng NPC này dưới C2 ha. Mà cách dễ nhất các bạn thường làm đó chính là mua bằng Robert đúng không? Mình khuyên là các bạn nên sử dụng Robert để đổi tộc đây nha, bởi vì cách đó là cách đơn giản nhất rồi. Và đặc biệt hơn nữa đó chính là thể hiện là các bạn là một người ủng hộ game nữa. Như mình như nào thấy không? Ủng hộ game thì game sẽ thương các bạn thôi, random chết quỷ ngay lập tức luôn. Wow. Cũng không thương lắm nha. Và một NPC bí mật tiếp theo mà mình nghĩ là các bạn không bao giờ biết luôn, đó chính là NPC random chết quỷ. Yes sir. Mình đùa với các bạn thôi, thì đây là một NPC mà có vẻ là các bạn thường gặp nhất đúng không? Ông gacha chết quỷ. Thì nếu như các bạn không biết đó chính là admin Violet. Và từ ngày anh ấy ra mắt mình đã muốn bắn vào mặt ở lâu rồi.
Và kế tiếp chúng ta có NPC Bounty Hunter, à nhầm, Bounty Express. Thì mình nghĩ là một NPC ít được sử dụng nhất ha. Chỉ tính mình còn không xài nữa mà. Thì ở NPC này nó sẽ cho các bạn coi chỉ số được cộng thêm. Dựa trên cái Bounty của bạn hiện tại như mình đây thì có 11% Defense nè, 8% Dam. Và những chỉ số này sẽ được cộng lên khi mà bạn tấn công người chơi ha. Nhưng mà rất tiếc, mình quýnh theo cảm giác chứ không cần coi phần trăm hay đâu anh em à. Và một NPC tiếp theo đó chính là Battorio. Thì khi nói chuyện thanh niên này, nó sẽ giao cho bạn cái nhiệm vụ với phần thưởng là 50.000 mili, 35 triệu kinh nghiệm. Và sau khi hoàn thành nhiệm vụ của thanh niên này, các bạn sẽ được quyền nói chuyện với ông tiến sĩ trong rừng để có thể thức tỉnh lên V2. Tuy nhiên thì đây chính là nhiệm vụ làm một lần, nên là sau khi làm xong có vẻ là các bạn sẽ không gặp thanh niên Battorio này nhiều lắm ha. Yeah, và đến với chương một thú vị nhất, đó chính là những NPC dưới tầng hầm. Đây chính là một căn hầm bí mật ở dưới C2 ha. Nhưng mà mình nghĩ là ai cũng biết hết. Thì dưới này chúng ta sẽ có NPC để gọi là thức tỉnh chát quỷ. Các bạn có thể đổi chát quỷ sang V1 hoặc là dạng V2 chỉ trong một nút click. Và bên này chúng ta sẽ có NPC Color Speakerless, hay còn gọi là ông đổi màu Haki. Thì ở đây chúng ta sẽ có tới 17 màu Haki. Và màu mới nhất đó chính là màu Kitsune. Tuy nhiên hiện tại thì mình đang có khá là nhiều màu chưa được unlock ha. Yeah, như mình nói đó, trong Roblox thì NPC rất là thực dụng. Các bạn có thể sử dụng Robot để mở khóa cái Haki này. 350 Robot cho một màu Haki Legendary. Và kế bên đó chính là Asoria, đúng không? Chuẩn rồi đấy. Ông NPC này thì sẽ cho các bạn đổi title ha. Và trong số những cái danh hiệu này, mình cảm thấy là cái số 159 là ngầu nhất nha. Diamond mod thì các bạn có thể mở khóa được khi mà unlock cái Yama. Đây mình sẽ chat cho bạn xem cái title này. Đó, các bạn thấy chưa? Chữ màu đỏ siêu ngầu luôn. Chưa biết là các bạn có mạnh hay không, nhưng mà thấy cái title Diamond mod là biết là dân chơi rồi đấy. Và một trong NPC mà các bạn chưa từng sử dụng đó chính là thanh niên nerd này. Các bạn biết công dụng thật sự nó gì không? Mình cho các bạn 3 giây để comment nha. 1, 2, 3, đó chính là và thống kê chỉ số của mấy cái accessory á, mấy cái phụ kiện mà các bạn đeo trên người nè. Nó sẽ thống kê ra cái búp, ví dụ như cái áo choàng của mình thì sẽ tăng 80% tốc độ chạy và 10% dam trên melee, sword, gun và 750 máu. Nói chung thì cũng khá là ngon ha. Và tiếp theo trên cái cầu này chúng ta sẽ có một NPC, đó chính là Loster, một ảo thuật gia nha các bạn. Nhưng mà hiện tại thì Roblox của mình đang lắc quá, không có load được NPC này luôn chứ. Không biết giờ này sao cứ lắc hoài khó chịu vậy. Thì đây chính là NPC Reset Start. Các bạn cần phải có 2.5 fragment trên một lần đổi ha. Mình biết chắc chắn là khi các bạn mới lên C2 hoặc là còn ở C1 á, thì các bạn sẽ đăng nhầm mấy cái chỉ số này rất là nhiều lần luôn. Nhưng mà các bạn biết đó, ở C1 thì chúng ta không thể nào thay đổi chỉ số được. Nên nếu như các bạn đã lên được C2 mà vẫn còn bị mấy cái gắt gói đó, thì hãy đến gặp NPC Blocker. Chỉ với 2.5 fragment các bạn đã có thể đổi chỉ số được một lần. Và nếu như các bạn đi vô khu rừng này thì các bạn sẽ đến được chỗ của ông tiến sĩ, một NPC bí mật mới. Nhìn đúng bí mật luôn đúng không? Tự nhiên sắm sạch hết trơn nè. Thì để nói chuyện với NPC này, các bạn cần phải có level trên 850 và hoàn thành nhiệm vụ của Battorio và 500.000 mili nữa. Yeah. Nhưng mà đương nhiên rồi, bởi vì NPC này sẽ giúp các bạn thức tỉnh lên V2. Nói chung thì cũng rất là hữu ích đúng không? Và đến với nhân vật tiếp theo, đây mới chính là nhân vật bí ẩn nhất nha. Thì cũng ở trên khu rừng luôn, nhưng mà ở trên cái cây cao nhất, chúng ta sẽ thấy được một NPC với tên là Người Bí Ẩn. Để xem người ấy là ai nha. Sao nãy giờ chưa load xong nữa vậy? Nhưng mà nói chung thì nếu như các bạn có 3 cây vũ khí của Yoro, chính là Sade, Shisui và một cái kiếm nữa là cái gì mình quên mất rồi. Và nói chuyện với ông bí ẩn này thì ông ấy sẽ ghép 3 cây kiếm lại cho các bạn. Còn nếu không thì ông ấy sẽ kêu các bạn là đi ra chỗ khác. Hay không có kiếm thôi mà bị xua đuổi quá các bạn ơi. Rồi, và đến với NPC bí ẩn tiếp theo. Các bạn cần phải chui xuống dưới chân cầu này và nhảy lên đây. Ta-da. Đùa bạn thôi, thì đây chính là Mr. Captain ha. Và đương nhiên NPC này sẽ dùng để lên C3. Mình chỉ muốn giới thiệu cho các bạn đang ở C2 mà muốn lên C3 không biết chỗ đó ở đâu thôi ha. Đó, nó ở dưới dấu cầu này nè, rất là dễ tìm luôn. Và đến với NPC tiếp theo, đó chính là Crew Captain. Thì NPC này sẽ cho các bạn mở rộng cái số lượng thành viên trong băng hải tặc lên với giá 2.000 fragment một lần mở, và số lượng mở tối đa đó chính là 39 thành viên. Nhưng mà NPC này chỉ hoạt động khi mà các bạn là thuyền trưởng thôi nha. Còn nếu như không phải thuyền trưởng thì nó sẽ hỏi là what's up. Và mình nghĩ thì NPC này chỉ cần thiết cho các bạn nào mà thật sự muốn làm hải tặc thôi ha, kiểu như là muốn mở rộng băng lên chẳng hạn, giống như là leo top lên bảng xếp hạng thôi. 3 tỷ bounty, what tờ heo, 3 tỷ bounty hả? Băng của mình có 159 triệu thôi các bạn ơi, mà trên đây 3 tỷ bounty. Và trên cục đá kế bên chỗ hồi nãy thì chúng ta sẽ gặp được admin Rip Inra. Thì NPC này sẽ cho phép các bạn thay đổi skin của cây Dark Blade. Do nếu như các bạn không biết thì cây Dark Blade sẽ có hai dạng, chính là skin mặc định và lại cái skin Slayer. Tuy nhiên thì mình nghĩ là NPC này sẽ có khá ít bạn biết ha, bởi vì không phải bạn nào cũng bỏ Robot ra để mua cây Dark Blade cả. Mà thay vào đó chúng ta có thể sử dụng cây Saber, nó cũng y chang Dark Blade mà đúng không? Nó trường khá là hơi lắc thôi, xài chiêu không ra nữa chứ, bựa thiệt. Và di chuyển tới cái ngọn núi tuyết ở đây, chúng ta sẽ có một cái hang động ở phía dưới, và đó chính là nơi ở của NPC bí ẩn tiếp theo, Martial Art Master. Thì đây chính là NPC bán cho các bạn cái Super Human ha. Thì điều kiện cần đó chính là các bạn phải có 400 mastery trên tất cả melee dạng V1 thì chúng ta mới có thể đổi lên dạng
super human được. Thì đây chính là một trong những cái môn võ mà mình khuyên các bạn là nên lấy ở C2 nha. Bởi thực sự thì nó combo khá là ngon luôn. Đây mình sẽ cho các bạn xem. C một cái như thế này và flash lên. Bùm. Wow, một combo phải gọi là tuyệt vời đúng không? Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với hòn đảo lửa băng. Ở đây thì chúng ta sẽ có một NPC bí mật nữa. Ui, quầy, ông này mới thật sự là bí mật đó các bạn. Tự nhiên xuất hiện đây vậy. Thì NPC bí mật mình nói ở cái hòn đảo này, nó ở phía sau của lâu đài. Chui vô. Ây da, ây da, cái lỗ này hơi khó chui vô nha các bạn. Đó, một NPC siêu giống mình luôn. Nếu như các bạn không biết thì NPC này sẽ bán cho các bạn một cái chip với giá 1000 fragment. Đó chính là cái chip để đi quýnh con boss lò để các bạn có thể thức tỉnh lên tập cyborg. Nhưng mà tin mình đi, nó siêu khó để làm luôn. Nếu như các bạn có ý định thức tỉnh lên tập cyborg thì mình khuyên các bạn là phải có một thời gian siêu rảnh luôn nha. Tầm hè này là ok nhất á. Và đến những NPC tiếp theo, đó chính là những NPC nằm trên con thuyền ma này. Đầu tiên sẽ là thanh niên Aerodoflo gì đó. Ở đây thì anh ấy sẽ bán cho bạn một cái súng, nó tên là Bizard Rifle. Với giá chỉ có 25 Ectoplam thôi, rất là rẻ luôn. Nhưng mà cái súng này sẽ siêu mạnh, với khả năng có thể bắn đạn đuổi theo đối phương luôn ha. Nhưng mà hiện tại thì mình vẫn chưa có Mastery nên hơi phế. Và tiếp theo trong công phần bí mật này sẽ là thanh niên bán cây Midnight Blade El Admin. Ui, phải xuất hiện boss luôn. Yes sir. Thì đây cũng như là một NPC bí ẩn luôn nha các bạn. Đó chính là con boss trên chiếc thuyền này. Thì sau khi đánh bại NPC này, nó sẽ cho các bạn một cái đốt để có thể thức tỉnh lên tộc Go ha. À, để coi ai là người may mắn. Yes sir. Ui, được cái Blue Spiky Code kìa. Nhưng mà không có cái đuốc các bạn ơi. Thì nếu như các bạn làm được cái đuốc, các bạn chỉ cần việc nhảy xuống đây và chạy vào căn nhà bếp này. Anh này sẽ đổi cái đuốc các bạn thành cái tộc Gold nha. Đây, tộc Gold là miễn phí mà. Đấy, thấy chưa? Ok, thì đó chính là tất cả những NPC mà có thể các bạn đã quên mất ở C2. Và nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì nhớ để lại cho mình một like và đăng ký nha. Còn bây giờ thì bye bye.